Hai bài học từ cuốn sách Nghĩ ngược lại và làm khác đi, từ đó giúp làm mới con người của bạn. Bài học thứ nhất, tư duy không theo lối mòn là con đường đúng đắn để giành chiến thắng. Hãy bắt đầu con đường thành công bằng cách đưa ra một vài quyết định sai lầm. Đi theo xu hướng của đám đông sẽ khiến bạn có cảm giác an toàn, nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng đi theo đường thẳng của đám đông bạn sẽ dễ bị mắc kẹt ở đâu đó không? Hãy để bản thân sáng tạo bằng cách bạn có thể rẽ vào một lối nhỏ nào đó. Biết đâu ở đó bạn sẽ tìm kiếm được những điều thú vị. Muốn thành công không chỉ cần có niềm tin, kiên trì mà còn là lối tư duy sáng tạo, khác biệt để đột phá. Hãy tạo ra sự khác biệt, hướng đến những điều tích cực. Hãy sống có chính kiến, đừng hòa mình vào đám đông. Hãy nhớ rằng lối mòn trong tư duy sẽ giết chết khả năng sáng tạo của bạn. Đừng ngại thay đổi, thế giới bên ngoài vùng an toàn hấp dẫn hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ về nó. Nhưng nó chỉ dành cho những người dũng cảm, dám thay đổi, dám bước chân ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Cho nên hãy cứ tưởng tượng, hãy cứ sáng tạo, phá vỡ những nguyên tắc, mạnh dạn đi những bước đi của bạn. Dám hành động, nhất định bạn sẽ thành công. Bài học thứ hai, thế giới chính là những gì bạn nghĩ về nó. Vì vậy, hãy nghĩ nó theo cách khác đi, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Trong thế giới hỗn độn, phức tạp này, đôi khi suy nghĩ khác với đám đông, bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Hãy biến những điều phức tạp trở nên đơn giản, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc trên thế giới này. Nó bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Không cần phải khiến mọi thứ trở nên rắc rối, khó suy nghĩ. Mọi thứ sẽ thay đổi nếu bạn chấp nhận đón những luồng gió mới thổi vào tâm hồn. Tư duy không theo lối mòn chính là bước đệm đầu tiên giúp bạn có những suy nghĩ khác về thế giới này. Cuộc đời ngắn lắm, vậy tại sao bạn không thử một lần đi trên con đường riêng của mình, tạo ra những điều khác biệt, mang đến những giá trị mới mẻ cho cuộc sống này? Hãy tự tô màu cho chính mình để biến những ngày bạn tồn tại trên thế giới đều trở nên có ý nghĩa.